xin chào các bạn. Hiện tại thì chị đã có mặt ở đây như đúng với lời hứa của chúng mình. Không biết là các bạn đã đi học về chưa và chuẩn bị ăn cơm chưa nhỉ? Nếu như mà các bạn chuẩn bị ăn cơm chưa rồi thì các em ơi, chúng mình cùng với chị nán lại một chút xíu nhá. Chúng mình sẽ cùng với chị cùng nhau phân tích một đoạn trích vô cùng trọng tâm trong tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa của Nguyễn Minh Châu. À, các em ơi, nếu như các bạn vào rồi thì đừng quên gửi lời chào đến chị, ok không nào? À, rồi chị chào Hạ Băng, chị chào Bún, chào Quang Hùng, chào các em. Các bạn ơi, để cho phần phát trực tiếp này của chúng mình được lan tỏa đến rất là nhiều bạn khác thì các bạn có thể là thả tim để cho chị biết này, và bên cạnh đó thì chia sẻ phần phát trực tiếp này của chị, ok không nào? Và nhớ nhá, khi mà chúng mình chia sẻ phần phát trực tiếp này của chị thì có lẽ là khi mà chúng mình muốn xem lại để học lại thì các bạn cũng có chỉ cần vào trang cá nhân của mình thôi là các bạn có thể xem lại được rồi đấy. Thế nên nhớ nhá, thả tim này, chào chị này, và nhớ là chia sẻ phần phát trực tiếp này của chị để khi mà các bạn muốn xem lại thì cũng sẽ dễ dàng hơn đấy, ok không nào? Rồi, quay trở lại với đề bài ngày hôm nay của chúng mình thì ở đây các bạn thấy rằng là ở trong cái phần tờ giấy này của chị này có đề bài là một đoạn trích, và sau đó thì sẽ có phần yêu cầu như thế này. Khi nhìn vào đề bài như thế này thì các bạn ơi, chúng mình thấy rằng đây là dạng đề rất là quen thuộc, và không biết là các bạn có theo dõi fanpage Học Văn Chị Hiên hay không. Nhưng mà cách đây khoảng 2-3 hôm thì Học Văn Chị Hiên có đăng đề minh họa của tỉnh Nam Định, và đề minh họa của tỉnh Nam Định hay là đề thi minh họa của sở thì chúng ta cũng thấy rằng đề sẽ có một đoạn trích như thế này. Và đây là một đoạn trích vô cùng trọng tâm trong tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa. Thì có lẽ là trong ngày hôm nay chúng mình cùng với chị tìm hiểu nhá. Rồi, để tìm hiểu được cái đề bài, để viết được cái đề bài như thế này thì điều quan trọng nhất là chúng mình cần phải phân tích được đề. Rồi, chúng mình cùng với chị phân tích đề nhá. Đề bài của chúng mình như sau. Mong các chú cách mạng thông cảm cho đám đàn bà hàng chài ở thuyền chúng tôi cần phải có người đàn ông để chèo chống phong ba, để cùng làm ăn nuôi nấng đặng một sắp con. Nhà nào cũng trên dưới chục đứa, ông trời sinh ra người đàn bà là để đẻ con, rồi nuôi con cho đến khi khôn lớn, cho nên phải gánh lấy cái khổ. Đàn bà ở thuyền chúng tôi phải sống cho con, chứ không thể sống cho mình như ở trên đất được. Mong các chú lượng tình cho cái sự lạc hậu, các chú đừng bắt tôi bỏ nó. Lần đầu tiên trên khuôn mặt xấu xí của mụ ửng sáng lên một nụ cười. Vả lại, ở trên chiếc thuyền cũng có lúc vợ chồng con cái chúng tôi hòa thuận, vui vẻ. Cả đời chị có một lúc nào thật vui không? Đột nhiên tôi hỏi. Có chứ chú, vui nhất là ngồi nhìn đàn con chúng tôi, chúng nó được ăn no. Và đây là cái đoạn trích mà chúng mình sẽ cùng nhau phân tích. Và đề bài ở đây chúng mình sẽ có như sau. Phân tích vẻ đẹp tâm hồn của người đàn bà hàng chài trong đoạn trích trên. À đây, các bạn xác định cho chị nhá. Việc đầu tiên khi chúng mình làm đề là cần xác định xem đề bài đó hỏi cái gì. Thì ở đây yêu cầu chính của đề đó là phân tích vẻ đẹp tâm hồn của người đàn bà hàng chài. Được chưa nào? Đây chính là cái yêu cầu chính mà các bạn cần phải trọng tâm. Nhưng có một cái yêu cầu phụ mà chúng mình không thể bỏ qua, đấy chính là qua câu chuyện của người đàn bà hàng chài ở tòa án huyện thì anh chị nhận thức được gì về cuộc sống? Và đây chính là hai cái yêu cầu mà chúng mình cần phải triển khai khi mà chúng mình viết, ok không nào? Nhưng mà phải triển khai như thế nào, viết như thế nào cho hay, viết như thế nào cho đầy đủ thì có lẽ các bạn sẽ cùng với chị chúng mình đi phân tích cái đề này nhá. Không biết các bạn có biết hay không, nhưng mà hiện tại thì chị đang có khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên. Và trong khóa học này chị sẽ có rất là nhiều tài liệu. Và cái tài liệu đó là cái tài liệu mà các bạn đang cần. Đấy chính là phương pháp để các bạn có thể phân tích được đoạn trích. Đấy chính là những cái đoạn trích mà chị đã viết mẫu. Và những đoạn trích đó thì chắc chắn rồi, đấy là những đoạn trích trọng tâm nhất trong các tác phẩm văn xuôi. Thì có lẽ rằng chúng mình không thể bỏ qua khóa học 10 ngày này được rồi. Và các em ơi, chúng mình hãy nhớ là chúng mình còn 2 ngày nữa để khóa học 10 ngày được giảm học phí ưu đãi từ 899.000 xuống còn 699.000 đấy. Lý do tại sao mà chị lại ưu đãi thêm 2 ngày nữa mà trong khi đấy là chúng mình đã bước sang tháng 6 rồi? À, là bởi vì
Các bạn hỏi rất rất là nhiều về khóa học, hỏi nhiều lắm, thế nên rằng chị Hiên đã ưu đãi thêm cho chúng mình 2 ngày nữa đấy. Thế nên các em ơi, nếu như bạn nào chưa đăng ký khóa học 10 ngày, chắc chắn nhá, sau buổi phát trực tiếp này của chị thì phải nhắn tin về ngay cho fanpage Học Văn chị Hiên để được ưu đãi nhá. Nếu không là chúng mình tiếc lắm đấy. Rồi, bây giờ quay trở lại với cái đề bài này thì chúng mình cùng với chị phân tích nhá. Để viết được một cái bài văn nghị luận hoàn chỉnh thì chắc chắn rồi, về mặt hình thức thì các bạn cần phải đảm bảo cho chị, đấy chính là 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Vậy thì với phần mở bài, nhớ cho chị, nhiệm vụ của phần mở bài quan trọng nhất đấy chính là nêu được vấn đề nghị luận. Nhưng nếu như nêu được vấn đề nghị luận thôi mà phần dẫn dắt không hay thì các bạn cũng không thể có điểm cao được, đúng không? Vậy thì ở đây chị đã có một phần mở bài mẫu như thế này, các bạn có thể tham khảo nhé. Rồi, những biểu tượng nghệ thuật độc đáo có giá trị thẩm mỹ cao, gây được ấn tượng trong lòng bạn đọc. Đây có lẽ là điều cực kỳ quan trọng đối với người nghệ sĩ khi xây dựng tác phẩm của mình. Nguyễn Minh Châu không phải là một ngoại lệ. Bằng sự sáng tạo của mình, ông đã để lại trong lòng bạn đọc những ấn tượng nghệ thuật độc đáo. Đó là bức chân dung và chiếc gương soi trong bức tranh, Cơn Mộng Du và hình ảnh chuyến tàu trong Người Đàn Bà Trên Chuyến Tàu Tốc Hành, chiếc xe cút kít trong Khách Ở Quê Ra, và đặc biệt là hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa và bức ảnh trong truyện ngắn nổi bật của ông, Chiếc Thuyền Ngoài Xa. À, thầy ở đây chị đã bắt đầu nhắc đến được tác phẩm của chúng mình rồi, và bắt đầu chị sẽ dẫn dắt đến vấn đề nghị luận. Trong truyện ngắn này, để lại nhiều ấn tượng với bạn đọc là hình tượng nhân vật người đàn bà hàng chài được thể hiện qua đoạn trích: mong các chú cách mạng thông cảm cho cho đến kết thúc đoạn trích mà đề bài yêu cầu. Thì các bạn nhớ cho chị, chúng mình trích đoạn ra và nhớ là đặt để trong ngoặc kép các em nhé. Nhưng đừng quên cái lệnh phụ của đề bài, thì chúng mình tiếp tục phải đưa nó vào trong phần mở bài này nữa. Từ hình ảnh nhân vật ấy, mỗi người trong chúng ta cũng tự rút ra được cho mình những nhận thức mới mẻ về cuộc sống. Vậy là mở bài rất là ngắn thôi nhưng đã đảm bảo được hai cái yêu cầu của đề bài. Thứ nhất là nêu được vấn đề nghị luận mà đề bài hỏi, đấy chính là vẻ đẹp tâm hồn của người đàn bà hàng chài có trong đoạn trích. Và cái thứ hai, cái yêu cầu phụ của chúng mình ở đây đó chính là nhận thức về cuộc sống. Được chưa nào? Ở đây thì chị đã đưa ra được vấn đề nghị luận. Nhưng chú ý này, ở cái phần dẫn của chị có rất là nhiều cách dẫn, nhưng ngày hôm nay chị chọn lựa một cách dẫn, đấy là dựa trên cái quá trình sáng tác không mệt mỏi của Nguyễn Minh Châu với những tác phẩm vô cùng nổi tiếng, với những hình tượng không thể nào quên, thì chị đã mượn đó làm chất dẫn để viết cho mở bài này. Ok không nào? Rồi, xong phần mở bài, đến với phần thân bài. Đây mới là phần quan trọng nhất. Và trong phần này thì các bạn có còn nhớ là chúng mình cần phải thực hiện các thao tác, các luận điểm nào hay không? Có còn nhớ hay không nào? Đến thời điểm này mà còn không nhớ là trong phần thân bài cần phải triển khai những luận điểm nào thì có lẽ rằng phải ngay lập tức vào theo dõi phần trực tiếp này của chị. Được chưa nào? Trong phần phát trực tiếp này của chị sẽ cùng với chúng mình chỉ ra những cái luận điểm chính mà các bạn cần phải thực hiện khi mà viết một cái bài văn nghị luận, văn học phân tích một đoạn trích. Thì cũng như một cái bài văn nghị luận văn học bình thường, khi chúng mình phân tích hình tượng nhân vật trong xuyên suốt cả tác phẩm thì các bạn vẫn cần phải đảm bảo cho chị cái luận điểm đầu tiên, đấy chính là khái quát về tác giả tác phẩm. Đối với phần tác giả thì có lẽ các bạn nhớ cho chị, chúng mình đưa ra những cái ấn tượng vô cùng sâu sắc của mình về tác giả, hoặc là những điều mà các bạn còn nhớ về tác giả đó. Nhưng quan trọng hơn cả, cái phần quan trọng nhất đấy chính là tác phẩm. Tác giả chỉ như là một cái chất dẫn để chúng mình đưa đến tác phẩm, và trong tác phẩm thì nhớ cho chị, chúng mình cần phải nêu được hoàn cảnh sáng tác. Đấy nhá, đấy là những từ khóa mà các bạn cần phải nhớ cho chị. Và dựa vào đó, dựa vào phần khái quát đó thì chị cũng có một cái đoạn văn mẫu như thế này. Các bạn có thể tham khảo nhá. Nguyễn Minh Châu, một trong số những nhà văn mở đường tài hoa và tinh anh nhất, người nghệ sĩ ấy luôn trăn trở về sứ mệnh của nhà văn, mang trong mình một khao khát tìm kiếm những hạt ngọc ẩn giấu trong bề sâu tâm hồn con người để nâng đỡ và yêu thương con người nhiều hơn. Tất cả những mong ước ấy được trao gửi trong Chiếc Thuyền Ngoài Xa, một tác phẩm được sáng tác năm 1983. Và đây chính là phần rất quan trọng mà chị muốn các bạn đưa ra được trong phần luận điểm 1, đấy chính là hoàn cảnh sáng tác.
Tiếp theo, chị bắt đầu lý giải thêm về hoàn cảnh sáng tác, phân tích thêm về hoàn cảnh sáng tác trong bài Chiếc thuyền ngoài xa. Khi đất nước ta bắt đầu bước vào thời kỳ độc lập, thế nhưng cuộc sống thời bình vẫn còn ở đó biết bao những vấn đề cần đặt ra. Đằng sau vẻ đẹp lộng lẫy của một đất nước bước vào hòa bình, ấy là cuộc sống của con người còn nhiều khó khăn, gian khổ. Chính vì vậy, tác phẩm vừa là hồi chuông cảnh báo, đồng thời mở đường cho cảm hứng đời tư thế sự, một xu hướng chung cho văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới. Khi gấp lại những trang văn của Chiếc thuyền ngoài xa, người đọc không thể nào thôi thổn thức với trích đoạn khi người đàn bà hàng chài được bày tỏ về niềm hạnh phúc chất chiêu của mình. Ai nhớ này, đây chị lại tiếp tục lặp lại cái đoạn trích mà yêu cầu của đề được đặt ra, được chưa nào? Và cái đoạn trích đó là cuộc trò chuyện giữa người đàn bà hàng chài và người nghệ sĩ Phùng nơi tòa án huyện. Và đặc biệt trọng tâm các bạn nhớ cho chị là nơi đó người đàn bà hàng chài được giải bày, được bày tỏ niềm hạnh phúc chất chiêu của một cuộc đời đầy những éo le. Nhớ nhá, nhớ cho chị là như thế. Và chị đã lặp lại ở trong phần này để tiếp nối chúng mình sẽ đi phân tích cái phần quan trọng hơn cả, cái phần được nhiều điểm nhất trong phần thân bài, đấy chính là phân tích trích đoạn. Và trong phần phân tích trích đoạn này, chúng mình cần làm nổi bật vẻ đẹp tâm hồn của người đàn bà hàng chài. Nhưng cái ý đầu tiên, chúng mình không phải là chúng mình phân tích luôn vẻ đẹp tâm hồn của người đàn bà hàng chài đâu, mà chúng mình cần phải nhớ là chúng mình cần phải giới thiệu được nhân vật. Tại sao cần phải có ý giới thiệu nhân vật này? Là bởi vì chúng mình hình dung một con người thực sống trong một cuộc đời thì làm sao họ phải có cái vẻ đẹp bên ngoài. Nghĩa là cái bên ngoài của họ khi chúng ta nhìn vào, rồi sau cái vẻ đẹp bên ngoài đó thì muốn nhìn cái vẻ đẹp tâm hồn bên trong thì mới muốn nhìn được. Vậy thì nhân vật khi mà được nhà văn, được người nghệ sĩ đưa vào trong tác phẩm thì chúng mình cũng sẽ phân tích như thế, đi từ ngoài đến trong. Và cái ngoài này là cái vẻ, là cái nhân thân của nhân vật. Chúng mình sẽ khái quát điều gì ở đây? Là lai lịch, là ngoại hình, là số phận. Vậy thì người đàn bà có lai lịch, có ngoại hình, có số phận như thế nào mà được Nguyễn Minh Châu viết ở trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa đó, thì chúng mình đưa vào cái phần giới thiệu nhân vật này. Nhớ nhá, trước khi phân tích vẻ đẹp tâm hồn là cái trọng tâm nhất, thì vẫn phải giới thiệu được nhân vật, khái quát được cái nhân thân bên ngoài của nhân vật. Ở đây các bạn chú ý này, nhưng mà chị sẽ không đi luôn vào khái quát cái vẻ đẹp bên ngoài đấy đâu, mà chị đã dùng những cái câu dẫn vô cùng là hay ho. Và cái câu dẫn này chị lấy từ cái quá trình sáng tác của Nguyễn Minh Châu, và nó đã để thành phong cách của người nghệ sĩ ấy. Chị đã mượn cái đó làm chất dẫn để dẫn vào cái giới thiệu nhân vật của mình. Các bạn cũng có thể học hỏi cái cách này nhá, để chúng mình có thể phân tích các tác phẩm khác, ví dụ như nhân vật Mị, rồi nhân vật Vợ Nhặt chẳng hạn. Chúng mình cũng có thể mượn phong cách của Kim Lân, mượn phong cách của Tô Hoài để làm chất dẫn, và sau đó chúng mình mới đi vào cái phần mà chúng mình cần phân tích. Và đây chính là những cái phần mà chúng mình áp dụng lý luận văn học đây này, đưa vào trong bài viết. Rất là đơn giản thôi, nhưng nó cũng sẽ là một phần làm bài viết của các bạn có chiều sâu hơn, có điểm nhấn hơn. Ok không nào? Nếu như bạn nào còn chưa biết áp dụng lý luận văn học như thế nào thì chắc chắn rồi, trong khóa học 10 ngày chị Hiên sẽ không bao giờ bỏ qua cái phần đấy đâu. Chắc chắn sẽ giới thiệu cho các bạn, hướng dẫn các bạn đưa những cái phần lý luận văn học vào. Dù rất là nhỏ thôi nhưng cũng sẽ làm cho cái bài viết của em hay hơn, sâu hơn đấy nhá. Rồi, cái phần này chị viết như thế này này. Nhìn lại hành trình sáng tác bền bỉ của Nguyễn Minh Châu, có thể thấy trong tác phẩm chuyện ngắn của mình, Nguyễn Minh Châu thường xây dựng những tình huống éo le, nghịch lý. Bởi nhà văn muốn thông qua tình huống đó để nhân vật có cơ hội khám phá cuộc sống vốn luôn chứa đầy những nghịch lý, đầy phức tạp, bí ẩn, từ đó đi đến khẳng định về cuộc đời đa sự, con người đa đoan. Và đây chính là phong cách sáng tác của Nguyễn Minh Châu sau thời kỳ đổi mới. Các bạn chú ý cho chị, và chị đã mượn cái đó làm chất dẫn. Và bây giờ chị sẽ đi vào khái quát nhân vật người đàn bà hàng chài. Người đàn bà hàng chài là một trong số những nhân vật đã được nhà văn đặt để vào tình huống éo le, nghịch lý như thế trong Chiếc thuyền ngoài xa. Nhân vật ấy xuất hiện qua điểm nhìn của người nghệ sĩ Phùng, không có một cái tên, chỉ thường được gọi với đặc điểm nổi bật nhất của chị, người đàn bà hàng chài. Và đây được gọi tên thông qua nghề nghiệp.
Đó. Cách gọi ấy khiến chúng ta hình dung ra sự phổ biến của nhân vật trong cuộc sống. Những con người như thế chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp ở khắp mọi nơi. Chị Trạc 40 tuổi, thân hình cao lớn, đường nét thô kệch, rỗ mặt. Nhìn kỹ một chút, thấy khuôn mặt mệt mỏi, tái ngắt, dáng đi chậm chạp như bà già. Người đàn bà ấy mặc quần áo rách rưới, tấm lưng bạc phếch, ướt sũng. Có thể thấy, vóc dáng, diện mạo ấy đã in hằn những lam lũ, nghèo túng của người đàn bà hàng chài, đồng thời hé lộ một số phận đau khổ. Đó các bạn thấy không? Mới chỉ đến đây thôi là chị đã khái quát được vẻ đẹp bên ngoài và đồng thời còn cho thấy cái số phận ở phía trước của người đàn bà nữa. Đấy là một số phận của một người khổ sở và nghèo túng, một số phận đầy những khổ đau. Đã vậy, người đàn bà ấy lại xuất hiện trong một tình huống éo le, nghịch lý. Khi bị chồng đánh trên bãi cát, người đàn bà ấy không van xin, không né tránh, không chống cự. Định đưa tay lên búi tóc lại, rồi lại buông thõng hai tay xuống. Lời cầu xin duy nhất là xin chồng đưa mình lên bờ để đánh. Và chính cái điều đó đã khiến cho cả Phùng và Đầu, thậm chí là bạn đọc phải thốt lên rằng thật không thể nào hiểu được. Để rồi khi nhận ra sự giúp đỡ của Phùng và Đẩu có thể nhờ luật pháp can thiệp để thoát khỏi lão chồng độc ác, vũ phu, chị ta hoảng hốt quỳ sụp xuống van xin rối rít: con lạy quý tòa phạt con cũng được, bỏ tù con cũng được, nhưng đừng bắt con bỏ nó. Khiến Phùng thấy thất vọng, ngột ngạt, căn phòng đang lộng gió biển như bị rút cạn hết không khí. Bao nhiêu những sự khó hiểu đến khó tin ấy đã được chị lý giải tường tận, để rồi Phùng và Đầu, đặc biệt là bạn đọc, hiểu rõ về những quyết định nghịch lý của chị. Đó, xong ý một, giải quyết xong ý một là phải đảm bảo được khái quát về nhân thân của nhân vật từ ngoại hình cho đến số phận. Những cái điều mà chúng ta đã thấy Nguyễn Minh Châu giới thiệu về người đàn bà này. Và tiếp theo, cái ý hai được nhiều điểm nhất và các bạn cần phải chú ý nhiều nhất, đấy là phân tích vẻ đẹp của người vẻ đẹp tâm hồn của người đàn bà hàng chài thông qua cái đoạn trích ở đề bài đấy. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi phân tích từng câu từng chữ và lý giải vì sao lại như vậy nhé. Và như thế thì với một đoạn trích rất là ngắn thôi thì chúng mình mới có một cái bài viết có thể nói là đầy đủ này, sâu này. Còn nếu như các bạn chỉ phân tích hồi hộp thôi, chỉ kể ra theo như cái phần kiến thức nền mà chúng mình được học chẳng hạn, thì có lẽ rằng cái phần bài viết của các bạn sẽ ngắn lắm đấy. Thế nên rằng khi phân tích đoạn trích, các bạn cần phải lý giải sâu, phân tích từng câu, từng chữ, giống như chúng mình phân tích thơ vậy. À, đi sâu vào, xem là câu thơ đấy đã, đi sâu vào xem câu văn đấy nói cái gì, và biện pháp nghệ thuật là gì, và vì sao lại như thế. Thì đó là phân tích đoạn trích, và chú ý như sau. Để chị sẽ phân tích như thế này, các bạn chú ý này. Không gian của đoạn trích là... Không gian của đoạn trích là nơi tòa án huyện, nơi đưa ra những phát quyết, nơi đưa ra những phán quyết với từng cá nhân, nơi con người sẽ nhận được sự việc trên góc độ của pháp luật và công bằng. Khi được gọi lên tòa án để giải quyết việc gia đình, ban đầu chị rụt rè, lúng túng, sợ sệt, vái lia lịa, xưng hô lễ phép: quý tòa, con, ở chốn công đường, và ra sức lạy xin. Sau đó chánh án Đầu khuyên chị ly hôn để thoát khỏi nạn bạo hành, thì người đàn bà ấy khi hiểu được tấm lòng của những con người tốt bụng kia thì đã hoàn toàn thay đổi tư thế và lối xưng hô: tôi, các chú, rất là thân mật, lý lẽ cũng linh hoạt hơn, chủ động hơn bày tỏ ý kiến. Từ đó biết bao những lý do thấu tình đạt lý được đưa ra. Tuy thất học, quê mùa, không hề cam chịu một cách vô lý, không hề nông nổi một cách ngờ nghệch, mà thực sự rất sâu sắc khi nhìn suốt cuộc đời, về cuộc sống, về con người, về thiên chức làm mẹ. Đây chính là vẻ đẹp tâm hồn của người đàn bà thông qua đoạn trích. Chúng ta sẽ thấy được đấy là sự nhìn nhận sâu sắc của một người suốt cả một cuộc đời, suốt cả một cuộc sống, con người và thiên chức làm mẹ. Một người đàn bà quê mùa, thất học, nhưng ấy là một người đàn bà có cái nhìn vô cùng sâu sắc. Mong các chú cách mạng thông cảm cho đám đàn bà hàng chài ở trên thuyền. Chúng tôi cần phải có một người đàn ông để chèo chống phong ba, để cùng làm ăn nuôi nấng, đặng một sắp con. Nhà nào cũng trên dưới chục đứa. Ông trời sinh ra người đàn bà để đẻ con, rồi nuôi con cho đến khi khôn lớn, cho nên phải gánh lấy cái khổ.
Đây, đây chính là câu văn thể hiện rõ cái nhìn sâu sắc của người đàn bà hàng chài. Và bắt đầu khi mà chị đưa ra được đến đây rồi, chị bắt đầu đi phân tích và lý giải nó này. Đến đây, bạn đọc hiểu thêm lý do vì sao người phụ nữ này lại luôn lựa chọn sự im lặng trước sự đòn roi của chồng. Bởi vì chị hiểu trên mỗi con thuyền của một người cần có một người đàn ông khỏe mạnh để chèo chống khi biển động sóng to. Anh ta chính là trụ cột của cả gia đình trên con thuyền nhỏ bé. Trên những con thuyền của các gia đình hàng chài từ trước đến giờ vẫn thế. Gia đình của chị cũng không phải ngoại lệ. Đã vậy, người đàn bà ấy còn hiểu rõ được thiên chức của mình. Chị không chỉ là một người vợ, chị còn là người mẹ, mẹ của một đặng sấp con. Chị hiểu thiên chức của mình khi được và luôn giữ tư duy khi muốn nuôi nấng những đứa con của mình khôn lớn thì phải khổ, đã là mẹ thì phải khổ. Chị lựa chọn điều ấy không phải coi nó như gánh nặng. Đối với người đàn bà này, đặng một sắp con ấy chính là động lực để chị chịu đựng, để chị không oán thán về cuộc đời, để cuộc đời có nhiều những bất công. Có thể thấy, Nguyễn Minh Châu khi xây dựng về nhân vật người đàn bà hàng chài đã đặt để nhân vật của mình trong những sự lựa chọn. Sống ở trên bờ hay trên thuyền, sống vì mình hay vì con, sống cam chịu nhẫn nhục hay đấu tranh phản kháng lại bạo lực từ chồng. Và lựa chọn của chị luôn được đặt trong những suy nghĩ, góc nhìn tự chủ, chấp nhận cuộc sống hiện tại, không than vãn, bao dung và bao dung cho người khác. Và bởi vì người đàn bà ấy chính là con chiên ngoan đạo của một thứ chủ nghĩa mang tên tình mẫu tử. Thế nên, bất cứ thời điểm nào, chị cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho những đứa con của mình. Chị nhận thức rõ số phận của mình là một người đàn bà miền biển, thế nên đàn bà ở thuyền chúng tôi sống cho con chứ không thể sống cho mình như ở trên đất được. Tiếp tục lại phân tích này, lại được trích tiếp theo câu văn tiếp theo được đưa ra ở đề bài và chúng mình lại tiếp tục phân tích. Câu nói ấy giống như một lời khẳng định về sự xác định trách nhiệm đối với con cái, cũng là một lời khẳng định thể hiện lòng yêu thương vô bờ của người mẹ dành cho những đứa con bé bỏng. Người đàn bà thất học ấy cũng đã từng lo lắng cho những việc đứa trẻ sẽ nhìn thấy mẹ bị đánh, sẽ không có một tuổi thơ bình yên, nên đã gửi con về cho ông bà ngoại. Thế nhưng đến khi đứa con của mình vẫn phải chứng kiến những cảnh đó và những phản kháng với người cha, chị đã khóc vì đau đớn. Đó không chỉ là nỗi đau về thể xác mà còn là nỗi dày vò về tinh thần. Bà luôn nơm nớp lo sợ con cái của mình bị tổn thương. Chị lo lắng như vậy, niềm tin trong trẻo của những đứa thơ bị tan vỡ. Đến lúc đây thì cả hai người đàn ông đã hiểu ra rằng mọi ý nghĩa theo kiểu yêu cầu người phụ nữ bỏ chồng là xong, lên mờ là sống đều là những ý nghĩa đơn giản, nông cạn. Trong khổ đau triền miên, người đàn bà ấy chắt lọc và trân trọng những hạnh phúc nhỏ nhoi, sống vị tha, bao dung, có cái nhìn nhân hậu dành cho chồng. Và để rồi, vẫn là một lời cầu xin bắt người đàn bà bỏ chồng cùng với nụ cười chất chiu bao nước mắt. Mong các chú lượng tình cho cái lạc hậu, các chú đừng bắt tôi bỏ nó. Lần đầu tiên trên khuôn mặt xấu xí của người chợt của người phụ của mụ chợt ửng sáng lên như một nụ cười. Và lại, ở trên chiếc thuyền cũng có lúc vợ chồng con cái chúng tôi hòa thuận, vui vẻ. À, và đây là những câu văn cuối cùng rồi. Và qua những câu văn này, chúng mình cũng sẽ thấy ở đó cái vẻ đẹp tâm hồn của người đàn bà hàng chài. Người đàn bà ấy vẫn tự nhận mình là người thất học, lạc hậu, không hiểu biết nhiều. Vẫn là sự tự trọng ta thường nhìn thấy nơi người đàn bà này suốt câu chuyện ở tòa oán huyện. Và rồi khiến người bạn đọc bất ngờ và chính là nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt xấu xí, lỗ rỗ, đi kèm với lời tâm sự từng giây từng phút hòa thuận vui vẻ của gia đình. Không thể thay đổi được những điều đang xảy đến trong hiện thực cuộc sống. Đối mặt, người đàn bà ấy lựa chọn thay đổi thái độ tiếp nhận, hành vi tiếp nhận, cảm xúc tiếp nhận. Chị chất chiu những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi của cả gia đình, biến nó trở thành động lực để mình tiếp tục đi qua những ngày tăm tối.
ở người đàn bà hàng chai, ta không chỉ nhìn thấy tình yêu thương con vô bờ bến, mà ở đó là một thái độ sống tích cực, lạc quan. Vì thế, chị mới là người hiểu rõ nhất về những quyết định của mình. Chị luôn chọn điểm nhìn về người chồng của mình với góc nhìn thấu hiểu, cảm thông. Đó là góc nhìn cứu giúp, nâng đỡ. Chị cũng là người nhận thức rõ nhất về số phận của chính mình. Những gì chị có thể nên thoạt đầu, ta có thể nghĩ quyết định ấy thật ngu ngốc từ một người đàn bà thất học. Để rồi đào sâu tìm hiểu, ta mới thấy được sự thấu tình đạt lý trong suy nghĩ và hành động của chị. Để rồi khi được hỏi về khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời mình, chị không ngần ngại mà trả lời rằng, có chứ chú, vui nhất là ngồi nhìn đàn con chúng tôi được ăn no. Ồ, thì ra hạnh phúc của một người mẹ nghèo chỉ đơn giản như thế, là việc được nhìn những đứa con của mình ăn no. Mặc dù với chị, bất hạnh là những thứ luôn hiện diện, luôn có sẵn, nhưng chị lại luôn tích cực hướng điểm nhìn của mình về những điều hạnh phúc, dẫu rằng nhỏ bé, hiếm hoi, phải chắc chiêu từng chút. Chính điều này đã giúp chị lựa chọn ở lại, bám vào những điều hạnh phúc đơn giản ấy, bé nhỏ ấy, để chăm sóc cho trái tim của mình. Vẻ đẹp của tình mẫu tử qua những lời bộc bạch của chị nhờ vậy mà sáng lấp lánh trong đôi mắt bạn đọc. Đến bây giờ, thông qua hình ảnh người đàn bà hàng chai, ta mới hiểu rằng văn học nghệ thuật chân chính luôn đặt việc nhân đạo hóa con người vào vị trí trung tâm, là tiếng nói của tình cảm. Văn chương lấy hình tượng đậm chất cảm xúc làm phương tiện để đánh thức và nhân lên cảm xúc nhân văn, nên phải lấy con người làm gốc. Trước nay là một tác phẩm có giá trị luôn hướng đến cái cao cả, cái thiện, cái tốt, cái đẹp. Tình yêu con người vừa là động lực, vừa là mục tiêu, cũng là nguồn cảm hứng căn bản nhất để thúc đẩy nhà văn miêu tả, phản ánh và sáng tạo. Chấm hết. Và đây chính là phần trọng tâm nhất mà các bạn cần phải phân tích. Đấy chính là vẻ đẹp. Vẻ đẹp tâm hồn. Được chưa nào? Dẫu rằng một người phụ nữ thất học, quê mùa, xấu xí ấy, thế nhưng cái vẻ đẹp tâm hồn mà chúng ta thấy được của người đàn bà thông qua cái cuộc trò chuyện ở tòa án huyện với nghệ sĩ Phùng và Đầu, thì chúng ta thấy được rằng chị chính là một người phụ nữ sâu sắc, thấu hiểu lẽ đời, luôn luôn có cái nhìn tích cực và lạc quan. Là một người luôn luôn nhìn chồng theo cái hướng nhìn tích cực như thế, để cứu rỗi, để cảm thông, để rồi chia sẻ. Và ở đó chúng ta còn thấy được niềm vui của một người mẹ nghèo. Niềm vui ấy là được nhìn các con ăn no. Và đấy chính là vẻ đẹp của người phụ nữ. Cái vẻ đẹp bên trong là cái hạt ngọc ẩn giấu mà Nguyễn Minh Châu dùng cả đời nghệ sĩ, suốt đời tìm kiếm, là như thế đấy các em ạ. Rồi xong, sau khi chúng mình giải quyết được cái phần phân tích vẻ đẹp của người phụ nữ trong đoạn trích trên rồi, thì chúng mình cần tiếp tục triển khai thêm một cái luận điểm nữa. Đấy chính là giải quyết yêu cầu phụ. Các bạn có còn nhớ yêu cầu phụ của đề bài không? Các bạn có còn nhớ không nhỉ? Cái phần yêu cầu phụ này thì tùy theo đề bài thì chúng mình sẽ có số điểm từ 0,5 cho đến 1 điểm ở phần yêu cầu phụ. Thế nên đừng bao giờ bỏ qua nó. Quay trở lại với câu hỏi phụ thì chúng mình cần phải trả lời như thế nào? Để trả lời được câu hỏi phụ thì các bạn cần phải, chắc chắn rồi, nhớ và hiểu vô cùng về kiến thức nền. Và đây, để hiểu được kiến thức nền thì các bạn không thể bỏ qua bộ ấn phẩm sinh như thế này rồi, đúng không? Bộ ấn phẩm, trong ấn phẩm này thì chúng mình sẽ khái quát toàn bộ kiến thức nền về tác phẩm đó. Không chỉ là Chiếc Thuyền Ngoài Xa đâu, chị còn có 11 ấn phẩm khác. Và không thể thiếu những cái tác phẩm văn xuôi mà năm nay chúng mình cần phải trọng tâm, như Vợ Nhặt, như Vợ Chồng A Phủ. Và ấn phẩm này sẽ được tặng kèm khi các em đăng ký khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên. Nhớ nhá, chị sẽ nhắc lại một lần nữa ưu đãi thôi, bởi vì chị thấy các bạn nhắc nhiều lắm. Chúng mình còn có 2 ngày nữa để được ưu đãi học phí từ 899.000, và chúng mình có ưu đãi học phí 699.000 đấy. Thế nên nhớ nhá, để trả lời được câu hỏi phụ thì điều quan trọng các bạn cần phải bám chắc, neo đậu vào nó chính là kiến thức nền. Phải học chắc, nắm chắc và hiểu sâu thì đến bây giờ chúng ta mới lý giải được
yêu cầu phụ họ hỏi như thế thì chúng mình sẽ trả lời như thế nào? Và quay trở lại với đề bài trong đoạn trích trên thì chúng mình cùng với chị thử giải quyết cái yêu cầu này nhé. Những lời giải bày ấy cho bạn đọc, chúng ta hiểu thêm về người đàn bà hàng chài. Với những lời bộc bạch thật tình của người phụ nữ đáng thương đó, ta mới có cơ hội thấy rõ nguồn gốc của mọi sự chịu đựng, hy sinh của người đàn bà, tình thương vô bờ đối với những đứa con. Ta cũng chợt nhận ra yêu cầu của người phụ nữ bỏ chồng là xong, lên bờ sống là xong, đều là những ý nghĩ đơn giản, nông cạn. Và đặc biệt hơn cả, trong khổ đau dài đằng đẵng ấy, người đàn bà ấy vẫn chất chiêu trân trọng những hạnh phúc nhỏ nhoi, sống vị tha, bao dung và coi cái nhìn nhân hậu dành cho chồng. Từ những điều ấy giúp ta hiểu thêm về cuộc sống kỳ diệu này. À đây, đây chính là cái yêu cầu mà chúng mình cần phải làm rõ. Đấy chính là thêm thấu hiểu về cuộc sống. À, khi mà đoạn trích trên là cái phần dẫn chị khái quát lại cái vẻ đẹp tâm hồn của người đàn bà thông qua đoạn trích, và để rồi từ đó bắt dễ để trả lời cho câu hỏi phụ của chúng mình. À, cuộc sống luôn tiềm ẩn những vấn đề, những nghịch lý không bao giờ có thể giải thích cắt nghĩa cho rõ ràng. Phải ở trong từng cảnh ngộ nhất định, ta mới thấm thía được cái đa sự của cuộc đời và cái đa đoan của con người. Tất cả đã giúp chúng ta có một bài học đúng đắn về nhìn nhận về cuộc sống và con người. Khi nhìn nhận mọi vấn đề, chúng ta cần trang bị cái nhìn đa diện, nhiều chiều để ta có phát hiện ra những bản chất thật sự bên sau, bên trong, vẻ đẹp bên ngoài của hiện tượng. Vì thế, cuộc sống của chúng ta không nên đánh giá hiện tượng, không nên chỉ nhìn đơn giản sơ lược khi nghĩ về cuộc sống của con người, không nên nhìn cuộc sống một cách dễ dãi, đơn giản qua hiện tượng. Và từ đó, chúng ta cũng nhìn nhận lại chính bản thân mình rằng ta đang nhìn mọi người, mọi việc bằng đôi mắt bao dung chưa hay chỉ luôn là soi xét. Biết bao bài học ý nghĩa ta cảm nhận được từ nhân vật người đàn bà hàng chài nói riêng và chiếc thuyền ngoài xa. Nói chung, giờ thì thêm một lần nữa ta hiểu thêm về ý nghĩa của văn chương. Có thể khẳng định rằng thời nào cũng vậy, nhân đạo hóa con người đó là sứ mệnh cao cả, là cái đích của văn chương. Tóm lại, cái phần câu hỏi phụ này cho chúng ta cái cách nhìn cuộc đời và con người. Chúng ta cần phải có cái nhìn nhiều chiều, soi xét mọi vấn đề, mọi hiện tượng bằng sự thấu đáo, thay vì chỉ là cái nhìn phiến diện, chủ quan và soi xét. Và đấy chính là cái yêu cầu của câu hỏi phụ đặt ra, cách nhìn về cuộc sống, con người. Khi đã giải quyết xong yêu cầu phụ thì chúng mình không thể thiếu cái luận điểm cuối cùng. Hết rồi đây, cuối cùng rồi đây, chính là luận điểm số 4. Chúng mình sẽ cùng nhau đánh giá về đặc sắc về mặt nội dung và nghệ thuật. Và với phần luận điểm 4 này thì có lẽ là chúng mình không cần phải nói với nhau quá nhiều nữa, bởi vì đây là một cái luận điểm vô cùng là quen thuộc mà các bạn đã làm và đang làm. Và chắc chắn rồi, chúng mình sẽ phải làm, nhất định phải làm. Các bạn nếu như bỏ qua cái luận điểm 4 này thì các bạn sẽ bị trừ điểm. Và khi mà chị cùng với các bạn thực chiến thì chị thấy rằng rất là nhiều bạn học sinh đưa luận điểm 4 này cùng với phần kết bài. Nếu như các bạn còn đang làm như thế thì hãy tách riêng ra, để phần luận điểm này lên phần thân bài, đặt để nó ở phần cuối cùng. Bởi sao chị ấy nói như vậy? Là bởi vì chúng mình có điểm cho phần này ở trong phần thân bài. Các bạn sẽ có khoảng 0,5 điểm trong phần đánh giá nội dung về nghệ thuật. Nhớ nhá, nhớ cho chị. Nếu như chúng mình còn ghép cái phần này vào phần kết bài thì hãy tách nó ra, đặt để nó trong phần luận điểm cuối cùng của phần thân bài, để chúng mình thêm một lần nữa bàn luận thêm những cái vấn đề của tác phẩm, những cái đặc sắc nội dung và nghệ thuật. Những cái phần này chắc chắn rồi là những cái phần mà các bạn ấn tượng. Ok không? Và cái phần này thì các bạn sẽ nhìn vào đây cũng sẽ thấy, đúng không? Không cần phải chị đọc nữa, đúng không nào? Và cuối cùng, kết bài, khẳng định lại vấn đề nghị luận và đồng thời thì đưa thêm những cái vấn đề bàn luận mở rộng, và ở đó còn là cảm nhận cá nhân của các em nữa. Được chưa nào? Sứ mệnh của nhà văn Nguyễn Minh Châu được hoàn thiện một cách thật trọn vẹn với chiếc thuyền ngoài xa. Một hiện thực cuộc sống đen tối sau thời bình của nhân dân ta được hiện rõ hơn bao giờ hết. Một nhân vật cho ta thấy được những vẻ đẹp của con người lao động, dẫu có khó khăn. Đó là tình yêu thương con, là bao dung, nhẫn nhịn, thấu hiểu, sâu sắc lẽ đời.
Nguyễn Minh Châu đã bày tỏ tiếng nói trân trọng với vẻ đẹp của người lao động, mở ra những suy nghĩ tích cực cho bạn đọc. Chính điều đó đã kết lại tinh thần của nguồn gốc sức mạnh kỳ diệu, một sức mạnh mãnh liệt cho tác phẩm trong dòng chảy nghiệt ngã của thời gian. Đúng như lời nhận định, văn học nằm ngoài mọi băng hoại, mình nó không chấp nhận quy luật của cái chết. Và những điều đẹp đẽ ta cảm nhận được từ chiếc thuyền ngoài xa giúp ta hiểu hơn những gì mà Thạch Lam đã từng quan niệm. Cái đẹp man mác khắp vũ trụ, len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm, tiềm tàng ở những vật tầm thường. Công việc của nhà văn là hiểu về cái đẹp ở chỗ mà người mà không ngờ tới, tìm kiếm cái đẹp kín đáo và che lấp cho người đọc một bài học trông nhìn và thưởng thức. Xong, chấm hết. Phân tích một đoạn trích thôi mà các bạn thấy không? Rất là dài, và ở đây của chị là tận 10 trang. Đúng không? 10 trang cả đề. Ấy thế nhưng mà 10 trang này nếu như mà các bạn viết ra giấy khi các bạn đi thi thì chị tin cũng phải được 3 mặt giấy đôi đấy. Qua phần phát trực tiếp này của chị thì các bạn đã hình dung nếu mà chúng mình phân tích một đoạn trích trọng tâm trong chiếc thuyền ngoài xa thì chúng mình cần phải thực hiện những thao tác nào chưa? Các bạn đã hình dung ra chưa nào? Nếu như mà các bạn chưa hình dung ra trong cái phần phát trực tiếp ngắn ngủi này thì các bạn nhớ nhá, trong khóa học 10 ngày của chị chắc chắn rồi chị sẽ giúp các bạn phân tích những cái tác phẩm trọng tâm. Không phải là chị giúp các bạn phân tích toàn bộ tác phẩm trọng tâm đâu, mà cái quan trọng nhất là đưa cho các bạn phương pháp để các bạn phân tích. Nhưng để có được phương pháp này chúng mình sẽ thực hành. Các bạn sẽ cùng chị thực hành những phần đoạn trích trọng tâm nhất trong các tác phẩm văn xuôi. Nhớ nhá, đây là cái phần rất là quan trọng. Và khi mà các bạn thực hành rồi thì các bạn mới nghiệm ra được rằng ngày hôm nay chị đang cùng ở đây với các bạn nói những vấn đề thân bài phải triển khai như thế nào, rồi kết bài, rồi mở bài ra làm sao đó, thì chắc chắn rồi trong khóa học chúng mình sẽ được thực hành. Khi thực hành xong thì chúng mình sẽ được chữa nữa. Cái chữa này là khi mà các bạn làm bài tập, các bạn nộp bài thì các bạn sẽ được các anh chị trợ giải trong lớp chữa bài để xem rằng là các bạn đã thực hiện đúng với những gì mà chị đã hướng dẫn ở phần phương pháp hay chưa. Các bạn đã áp dụng được phần phương pháp với kiến thức nền để chúng mình thực hành để viết được một đoạn, một bài nghị luận văn học hay chưa, thì đấy mới là điều quan trọng. Nếu như các em vẫn còn mông lung và không thể nào mà phân tích được một đoạn trích, nếu như bảo là phân tích người đàn bà hàng chài, thì với phần kiến thức nền mà chúng mình được học trên lớp của thầy cô thì có lẽ là các bạn sẽ phân tích rất là hay, rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Nhưng bây giờ đề chuyển hướng, không chỉ là yêu cầu phân tích người đàn bà hàng chài trong xuyên suốt cả tác phẩm đâu, mà chỉ ngắn ngắn thôi, một đoạn trích rất ngắn, 5-7 câu thôi, nhưng mà là phân tích làm sao cho hay, cho sâu, cho dài, cho đầy đủ, thì có lẽ rằng không thể bỏ qua khóa học 10 ngày của chị đâu nhá. Chị nhắc lại bởi vì có quá là nhiều bạn đang hỏi chị rằng là chị ơi, có còn ưu đãi hay không? Thì chị nhắc lại một lần này, chị vẫn còn ưu đãi cho các bạn, chỉ có 2 ngày nữa thôi nhá. Có 2 ngày để chúng mình được ưu đãi học phí từ 899.000 xuống còn 699.000. Có 2 ngày thôi. Chị Hiền rất là ưu ái các em, mong muốn là chúng mình sẽ được cùng nhau đồng hành trong khóa học 10 ngày. Thế nên rằng có rất nhiều bạn hỏi, thế nên chị sẽ để thêm 2 ngày ưu đãi học phí. Được chưa nào? Nếu như các em mà chưa biết đến khóa học, hay là biết đến khóa học rồi mà còn đang phân vân và chần chừ, thì đừng ngại, hãy nhắn tin về cho fanpage Học Văn Chị Hiên. Các anh chị sẽ tư vấn cho các bạn làm sao đó để chúng mình có cái cách học phù hợp nhất trong quá trình nước rút này nhá. Và đặc biệt là chị luôn luôn hướng đến phần phương pháp để các bạn phân tích được đoạn trích đấy. Rồi, có lẽ là buổi trưa của chúng mình đến đây cũng phải kết thúc thôi, bởi vì chị nghĩ rằng đây cũng là cái thời gian mà chúng mình cần phải nghỉ ngơi rồi. Nhưng trong quá trình nghỉ ngơi thì vẫn nhớ rằng là nhá, phân tích đoạn trích rất là trọng tâm, rất là quan trọng đấy. Dù có nghỉ ngơi nhưng hãy nhớ đến ngày hôm nay chúng mình đã cùng nhau nói về cái gì. Đấy chính là một đoạn trích rất rất trọng tâm trong tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa. Và thông qua đoạn trích đó chúng ta phân tích được vẻ đẹp của người đàn bà hàng chài và cách nhìn nhận về đời sống. Ok không nào? Ok không các bạn ơi? Các bạn ơi, ở đây thì hiện tại chị đang không đọc được cái phần comment của các bạn. Rồi, có lẽ rằng là để đọc được cái phần comment của các bạn, những cái câu hỏi của các bạn để chị trả lời được nhiều hơn, thì các bạn nhắn tin về cho fanpage Học Văn Chị Hiên nhé. Còn bây giờ thì bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.